cảm ơn Giang đó nè. Ở gần Đa Phước á. Đúng rồi, Châu Đốc á. Dạ. Dạ, ở Đa Phước hay Châu Đốc? Đúng rồi, Đa Phước á. Dạ. Ở đây với Kiên Giang á, là cá chép trâu với Cà Mau nữa, cá chép trâu nhiều lắm. Cô chú ơi, 50 hả? Cho em ký này đi, nghe nói ngọt lắm phải không? Ba ngọt luôn hả? Nó chết năm 2000 đi, trả năm 2000. 1.6 ký cô chú. Không nói gì nghe. Đó, cá kèo ký 1.6 nha. Nhờ không hạt chu bi hả? Dạ, xin chào tất cả chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hiện tại thì em đang đứng ở Sóc Trăng. Phía trước cô chú anh chị các bạn là chợ Sóc Trăng nha. Đây là dòng sông Bát Pro nè. Ở hôm nay thì em sẽ về đây để quay chợ Sóc Trăng và lễ hội ốc Âm Bốc, lễ hội đua ghe ngo. Một trong những hoạt động rất là quan trọng của ngày hội lễ ốc Âm Bốc ở Sóc Trăng cô chú. Sáng hôm nay thì chợ Sóc Trăng đông lắm. Ở đây bà con đi chợ thế nè. Nước hiện tại thì đang chảy vô nè cô chú. 12 giờ trưa nay sẽ diễn ra khai mạc đua ghe ngo. Wow, ở đây cầu cũng rất là đẹp luôn nè. Ở đây có mấy cầu đẹp lắm cô chú. Hồi tối thì có thả hoa đăng, rồi bắn pháo bông đêm hôm nữa. Hồi qua em ở Trà Vinh á, em làm video tới tối luôn nên em về đây chảy lắm. 9 giờ mấy 10 giờ lận nên em không có ra quay ban đêm cho chú xem được. Ban đêm thì cầu này cũng rất là đẹp nha. Đêm hôm cũng rất là đông. Khu vực này đêm hôm đông lắm luôn. Mà đêm hôm chảy quá nên em không có quay kịp. Hôm nay về em sẽ quay lễ hội đua ghe ngo cho chú xem. Rồi bây giờ mấy em đi vô trong chợ, sau đó trưa nay mình sẽ đi tham gia cái không khí của đua ghe ngo. Ngày hội ốc Âm Bốc, một trong những ngày hội rất là lớn ở Sóc Trăng và Trà Vinh. Sáng nay chỗ này không có nắng đâu chú ơi, hiện tại cũng gần 8 giờ. Ở đây thích nhất là có mấy hàng cây này nè. Mấy hàng cây này rất là đẹp luôn. Bữa nay thì không có nắng, giống như là áp thấp nhiệt đới vậy đó. Cảm giác hơi lạnh lạnh với lại có một mùa sương. Để quay chợ Sóc Trăng nè. Mấy lần trước thì em có đi Sóc Trăng nhưng mà em không có ghé đây để quay. Đây là chợ Sóc Trăng nha. Tết này em sẽ trở về đây để quay chợ Tết cho chú bạn em xem một lần nữa chợ Sóc Trăng lúc Tết nha. Còn bây giờ là ngày lễ ốc Âm Bốc thì chợ Sóc Trăng cũng rất là đông. Đây là dòng sông Mát Pro nè.
nước đang chảy vô mầm luôn. Chỗ này thì không có bay lai cam được nha cô chú. Lai cam báo đây có sân bay nên không có bay lai cam được. Thì trưa nay sẽ diễn ra đua ngựa ở khu vực này nè cô chú. Ở kia thấy cờ với lại sân khấu rồi cũng đông lắm. Ở đây nước gồng nước lớn, trưa nay 12 giờ sẽ nước sẽ lớn lắm á. Đây có xuồng có ghe ngò đi ngang nè, không biết của huyện nào nữa. Này là có nữ luôn. Ở huyện nào anh? Dạ. Dạ. Chiều nay sẽ về đây gặp mấy anh chị này nè. Có một cái vỏ kè nha, chứ không có bơi đi xa được. Nãy anh nói ở chùa nào em cũng nghe không rõ nữa. Rồi, cùng em đi vòng vòng chợ Sóc Trăng trong sáng nay. Và chiều nay sẽ về xem đuôi ngo nha. Hôm nay đông lắm luôn nè. Đường này là đường Lý Thường Kiệt. Chỗ này Tết sẽ bán dưa hấu với lại đồ trưng Tết nhiều lắm á cô chú. Khu vực này nè, Tết em sẽ chơi ở đây để quay một lần nữa. Còn đây là khu vực phía trong chợ Sóc Trăng nè. Rồi, cùng em đi vô dạo một vòng nha. Lần trước quay thì em đi bên tay trái trước rồi, lần này thì em sẽ đi bên tay phải chưa trước. Cũng như bao lần khác thì chỗ này là cũng bán rau cô chú. Phía dưới chợ Sóc Trăng thì bán rau giống như là dựa rau vậy đó. Đây rau củ quả khu vực này rất là nhiều luôn, là bán sỉ bán lẻ đều có. Đó, nguyên một ngò luôn. Này bán sỉ ha chú. Dạ. Dạ. Wow, phía bên trong đông rất là đông luôn kìa. Bữa nay là ngày chủ nhật nữa nên chợ đông lắm. Hiện tại là 8 giờ sáng rồi cô chú. Em đợi nắng nắng nên em quay mà thấy không có nắng. Em vô em quay luôn. Đó, chợ đông lắm luôn. Nè mấy cô khiêng ra muốn nè. Khiêng đi đâu á cô? Khiêng ăn trước bán hả? Dạ. Dạ, con không có nấu ăn. Ở đây thường đường rộng á nên người ta chạy xe thôi chứ không có đi bộ. À, cô mua cà gió nhiều quá. Đây bán hủ hoa với lại cái đỏ, cái trắng. Rồi ba con bóng rồi. Trong đây cũng có nhiều dừa rau lắm luôn nè. Đó. Sáng giờ bắt được không cô? Dạ lai gai đó hả? Buổi chiều như là cô có bán nữa phải không? Có có. Dạ. Ủa đây mà bác sĩ bán lẻ cô? Cái này sĩ cũng bán lẻ cũng bán. Dạ. Wow, nhiều cái đỏ cái trắng lắm chút. Đây. Dạ. Bữa nay chủ nhật người ta đi chợ nhiều hơn bữa cô chú. Bữa nay như đông ngày qua phải không cô? Bữa nay trưa nay cô đi coi đua ghe không?
Dạ có hả? Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Cô này bán rau nhiều lắm luôn á. Nay trời đông quá trời luôn. Dạ con quay chợ. Đó, nguyên một nhà làm chợ đằng rau củ quả nhiều nhiều lắm luôn. Ở đây mấy cô là bán sỉ bán lẻ đều có nha. Hai bên rau củ quả nhiều lắm luôn. Ngày mai là ngày 15 ăn chay nữa. Hai bên nào cũng đông hết. Wow, ở đây bán cá chốt trâu. Cá trâu với lại cá chẽm, cá đói. Này cá đói này cô chú. Dạ. Dạ. Mua cá đói hả chị? Hả cô? Cái gì? Cá đói 80. Cá chẽm 80 luôn. Cá đói giờ mình chưa có ăn cá chẽm lần nào chứ. Phải ở gần nhà lại mua cá chẽm về ăn. Cá đói bự mà. Cá chẽm mình câu được hả chị? À. Cá chẽm này người ta câu được cô chú. Em đây đó An Giang. Em quay chợ này là 3 lần rồi. 12 giờ mới bơ lần. Em mới quay bơ đưa cho Vinh ngày qua nè. Dạ. Thì cảm ơn chị nhiều nha. Đó, đây đường đi vô trong đông lắm. Ở đây đa số là mấy cô bà con người Khmer bán nhiều lắm. Bánh ống hả chị? Bánh này bánh ống hả? Bánh dứa hả? Cái nhiều? Cái 5.000. Cho em 2 cái nha. Bánh bánh ống, bánh dứa. Bánh ống, bánh dứa. Còn bánh đó là bánh bánh dừa cô chú. Đó. Bữa nay chợ thấy đông quá vui hả chị? Bán băng đang mua hả? Không bán đâu. Bán đuổi quá bán không có được. À. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Bánh bánh dừa này cô chú. Mua được 2 cái bánh dừa. Đây bán cá quá trời cá luôn nè, cá cá chạch. Dạ. Thường em quay là bán đắt lắm á. Dạ. Wow, cá he nè cô chú. Cá he. Đó. Em ở An Giang. Dạ. Phải em gần này mua cá cũng hợp chị à. Em không có nấu ăn. Em quay chị bán đắt thôi ha. Đây cá chạch nè cô chú. Cá chạch rồi tôm tôm này tôm gì chị? Tôm thì tôm thẻ. À tôm thẻ nhỏ. Ồ cá chốt trâu. Trên em có cá chốt giấy với lại cá chốt bông không à? Không có cá chốt trâu. Đây cá chốt trâu dữ lắm em ơi. Dạ. À đặc sản ở đây là cá chốt trâu của chú. Ở đây ở Kiên Giang á là cá chốt trâu với Cà Mau nữa. Cá chốt trâu nhiều lắm. Cô chú có đi mua cá thì ghé đây nè. Cá chạch, cá chốt trâu đủ thứ luôn.
đối diện khu chợ rau Sóc Trăng là cô chú gặp cá đồng đó. Ở đây người ta không có gửi xe, người ta chạy xe không mà nên khó mua, khó đi lại. Đây cá chấu trâu này. Cá chấu trâu ở đây nhìn cái nhiêu vậy? Cá chấu hả bạn? Cá chấu trâu 100 mấy nè, 150. 150 hả? Dạ. Nó bằng cá chấu giấy trên nhà em. Ở đây cá chấu giấy rẻ hơn. À. Đây là cá chạch nha cô chú. Chạch này chạch nhất luôn á, bự lắm. Đó, đẹp. Em cảm ơn nha, chúc chị mấy chị băng đất nha chị. Dạ. Wow, cái này chợ Sóc Trăng đông lắm luôn. Không biết ngày hôm qua có đông như ngày hôm nay không, nhưng mà hôm nay thấy đông lắm. Này có bà bán, bà đi xin hay bán vé số? Bà bán vé số gì bà? Bà ơi, sáng giờ bà đi đâu vậy? À, bà bị gì? Bà nói gì vậy cô? Bà ơi, đây con thay mặt cho chị Nguyễn Nhung Hoa tặng bà 200 ngàn nè. Không biết bà bị gì nữa, nhưng mà bà đi xin nha cô. Bà nói chuyện không có được kia. Ở đây phải gỡ xe đi bộ á, thì vợ sẽ dễ mua với lại dễ di chuyển hơn. Ở đây toàn ta đi chợ ta chạy xe không à, nên khó di chuyển lắm. Ở đây em cũng không có gặp có cái bảng cấm chợ, cấm xe nữa. Đó. Lễ Tết là chợ Sóc Trăng sẽ bị kẹt xe gì nè cô chú. Trung tâm thành phố Sóc Trăng. Đây có gì bán cá chạch với khô mực nữa nè. Cá kèo. Cái kèo cá lồng tông với lại đó. Cái con không ạ? Dạ. Dạ con mới tặng quà cho bà rồi. Dạ tặng quà cho người bán hả? Wow. Lương này lương nuôi lương đồng à, vàng hè á chị. Lương ruộng hả? Dạ. Ở đây mấy cá chạch ta làm được cái ta cào được hả vậy cá chạch đó? Đổi 500 đó nha. À, còn đây là con cá kèo của chú. Cá kèo bự lắm. Kèo bự lắm, kèo ruộng. Dạ. Kèo ruộng luôn hả chị? Ừ. Cái kèo này ký nhiêu chị? Giá đổ chấm lẻ. Cá kèo là 1.8 mà cứ. 1.8. Dạ. Cô chú anh chị có đi chợ Sóc Trăng mua cá kèo nè, 1 ký 1.8. Em cảm ơn chị nha. Chú chị bán rác nha chị. Dạ. Dạ. Đó giờ đi chợ Sóc Trăng thì em thấy chợ Sóc Trăng là một trong chợ, một số chợ bán rau nhiều nhất mà trong các chợ em từng đi á. Rau củ quả trái cây nhiều nhất luôn á. Đó, rất là đông. Nè cô chú thấy rau củ quả nhiều lắm luôn á. Đó. Chiều nay có đi đua coi đua ghe không chú? Rồi, chiều đi. 12 giờ phải không? Giờ. Dạ, một con cứ đi quay nữa nè. Dạ, hẹn gặp chú trưa nay nha. Chôm chôm Thái. Wow, cái này bán bưởi 25k. Cam xoàn bao ngọt. Đó.
da xanh bao ngọt luôn. Chôm chôm này là chôm chôm chóc nè. Chị chôm chôm này ký nhiêu vậy? Chôm chôm này có 50 hả? Cho em ký này đi. Nghe nói ngọt lắm phải không? Bao ngọt luôn hả? Lần trước quay có mua chị nữa, cô trái cây của chị đó nè. Gì hả? Dạ. Em lấy nó thiệt không ăn được không? Nó thiệt chứ không có nó dốc không? Ký 7 hả? Ký 7. 25, 35, 60. Chôm chôm này là chôm chôm Thái chắc rẻ hơn hả chị? 65 mắc hơn luôn hả? Mắc hơn. Dạ. Chôm chôm Thái 65.000 một ký. Còn táo hồng bao ngọt luôn. Con này là xài bò lọc nè. Xài bò lọc lúc trước em thấy mắc lắm, 100 mấy ký lần á. Còn bây giờ chắc rẻ hơn. 70 à. Hồi lúc em mới gặp xài bò lọc là 100 mấy chục ngàn ký á. Dạ, còn bây giờ rẻ. Căng em ký nhãn này nha. Dạ. Trái cây quá trời luôn. Em đó. Hả? Đây đó An Giang. Dạ. Đây đó An Giang đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đi đi quay đua ghe ngo. Dạ. Nhớ là trước có ghé xào em quay hết lần. Dạ. Có quay có mua trái cây nữa. Mua băng cột. Đúng rồi. Bữa nay hết mùa phải không? Băng cột hết mùa rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Chúc chị mua bao đắt nha. Cảm ơn anh. Dạ. Đây mua được cái chôm chôm nhãn có chút. Thấy nó giống như trái gáo quá. Em nói chôm chôm nhãn là ngọt lắm. Này bắn bưởi quá trời bự luôn nè. Bưởi đây 1 ký là 20k. Rồi muốn 5 ngàn năm mà. Rồi muốn 5 ngàn á anh. 5 ngàn một bó hả? Rồi 5 ngàn bó. Dạ. Đây rồi muốn 5 ngàn bó nha. Cải bài xanh 5 ngàn luôn. Đó, cô chú có đi chợ ghé đầu này nè, anh bán ghê ghê luôn à. 5 ngàn. Dạ. Anh bán nhanh nhanh đằng trưa nay anh đi coi đua ghe ngo nè. Đây bữa da xanh. Một trái là 1 ký không vậy chị? Lấy em trái 1 ký đi. Dạ. Ủa này là chị bên đây bán hả? Còn chị bán rau luôn hả? À, cái này 1 ký 7 hả? Cái này 51 ngàn. Bớt ngàn không? Nó chớ 52 ngàn đi, trả 52 ngàn. À, bưởi da xanh của chứ. 1 ký 20k. Dạ, cảm ơn. Đó. Bớt luôn hả? Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh luôn. Đó. Mua là có người mua liền thấy chưa? Trái bưởi nhìn ngon lắm cô chú. Trái này là 1 ký 7. Ngày qua đi gặp bánh mua bánh nhiều, bữa nay gặp trái cây mua trái cây. À, 51 giỡn với chị trả giá 1 ngàn chị có bán luôn. Hả? Em chọc chị thôi chứ không có trả giá nghe cô chú. Đó, đây là nhà làm chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng. Đó, khu đường này là hay dễ bị kẹt xe nhất luôn nè. Đông nghẹt luôn. Dễ bị kẹt xe nhất. Nè, cô chú thấy mặt trời đã lên rất là cao luôn rồi nè. Nhưng mà chưa có nắng nha. Đó. Khu này là buổi sáng với lại buổi chiều là hay kẹt xe lắm. Nhất là những ngày lễ Tết á. Rồi, em đi vô đường này để đi vô trong chợ. Rồi, bữa nay đông. Chỗ này của em thì cách
chợ Trà Vinh cũng khoảng 6 mấy cây lên, 67, 68 cây. Đi rất là lâu, tại vì phải đi qua hai cái phà Đại Ngãi á cô chú. Sắp tới thì có cầu Đại Ngãi thì mình sẽ đỡ đi đò. Bên đó bán pate chả lụa. Ngày hôm qua em đi từ Trà Vinh qua đây lúc 6 giờ, nhưng mà tới 9 giờ mấy mới tới được Sóc Trăng. Chợ 4.0 xin chào. Hiện tại thì thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2 cô chú, đang hướng tới thành phố thông minh 2.0. Đi thẳng đường này luôn á là mình sẽ đi chợ trái cây và chợ cá nha. Tết em sẽ đảo về đây quay chợ Tết Sóc Trăng cho chú xem. Còn hiện tại thì đang ngày lễ ốc hâm bốc á, nên chợ này cũng đông lắm, đông vui, bán nhiều bông nữa. Qua phía bên đây là khu chợ bông đó cô chú, chợ bông phía bên đây nè, bán nhiều bông lắm. Này bé bán sen, bông sen nè. Ngoài bán mít. Ở ngoài kia cũng có hai anh chị bán mít nữa cô chú, quê ở Vĩnh Long thì đó. Bữa nay không có đi đường mé bên kia nên không có quay anh chị. Chợ này cũng lớn lắm cô chú, nếu mà đi quay từng sạp hết chợ này là 3 tiếng hồ luôn á, tại vì lớn lắm. Đây là khu C nè, đó, khu C bán hải sản. Ở xin lỗi cô chú anh chị và bạn, khu C là bán củ quả nha. Tết thì mấy cái tiệm này nè trưng đồ trưng bạc, đồ trưng Tết nhiều lắm, đồ trang trí nhà cô chú. Thấy chợ này mà ta đi bộ không là chắc chắn sẽ vui lắm luôn á. Bên đây bán thịt heo, khu B là thực phẩm tươi sống cô chú. Rồi đây bán thịt heo quá trời. Đó, bên này bán khô, còn bên kia bán bông luôn. Bữa nay em thấy khu bán bông, ta bán bông rất là nhiều. Chắc tại là 14, 15 á. Nè chú, bên đây thì cũng có bán nhiều lắm luôn á. Chợ này xung quanh chợ bán cũng rất là nhiều.
có rất là nhiều cái đường hẻm á, thì người ta bán đầy ở đó luôn, nhà người ta sinh sống ở đó đó cô chú. Xíu anh em đi một vòng bên đó cho chú xem nha. Đây là khu B nè. Bà khía, bà khía nguyên con luôn, rồi chỉ có trộn sẵn nữa nè. Chị cho em quay bà khía xíu nha. Con bự này là khía nhiêu hả chị? Khía 150. À, 150 cô chú. À, bà khía. Ở đây chị trộn sẵn luôn nè, nhìn hấp dẫn lắm. À. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em đi chợ em thích mua cá hay là bánh lắm. Ngặt bây giờ đi xa nhà không có nấu ăn nên không có mua cá được. Mua bánh với lại trái cây ăn dọc đường thôi. Đi vô khu này là khu bán tạp hóa nè cô chú. Rồi, cô chú thấy xa xa là rất là đông nha. Còn đường bên đây đường bên đây là đi thẳng qua đường bên kia luôn đó, hai bên thông với nhau, có rất nhiều cái đường hẻm nhỏ đi thông với nhau á, hai bên đường. Đường này là đi qua bên chợ Bông á. Ở đây như là cái khu nhà lồng chợ luôn á. Khoai cao với lại khoai lang dừa luôn. Dạ, dừa khô. Ở đây chắc dừa nhà cô trồng luôn hả cô? Dạ. Ủa cô, cái củ khoai này phải gì con quên rồi cô? Khoai lùng dài hả? Ở trên con có khoai lùng tròn tròn á. Này khoai tư nè. À, khoai tư. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn cô. Cô. Cảm ơn anh nhiều nha. Thăng đi. Cấm dẹp. Cá lóc nữa. Đó, bên này bán quần áo. Đây là khu A bán hải sản cô chú. Bà khía còn bự hơn con nãy nữa nè. Cô này bán trái cây rồi đó. Khu này đi thẳng luôn á, là khu bán trái cây có rất nhiều cái cây lắm. Đây, cô đi bán bông nè. À, bó 35 ngàn. Bông nhuộm màu. Bó là 35.
chợ Sóc Trăng bán trái cây với lại bông rau củ quả thiên đường luôn. Đây đi thẳng ra là khu bán trái cây rồi đó. Bơm bao ngọt. Cái bơm với cái lê. Dạ. Ký nhiêu má? Lê hả? Dạ. Còn cái bơm. Cái bơm nhiêu? Có 30 luôn nhớ quay tao. Dạ. Vậy lấy hai cái ba chợ, hai cái ký được không? Ok. Dạ dạ. Đứng đó nghe, quay nha, nhớ quay má nghe. Dạ. Bơm lê 30, bơm lê. Hai thứ ký thôi. Rồi ok, ký giác. Giác luôn hả? Ở đâu đi con? Dạ con ở An Giang. An Giang. YouTube hay YouTube? YouTube đây đó An Giang. An Giang YouTube là có tu chỉnh á. Rồi 30 xong tiền với Ngọc Phương. Rồi, trời. Cảm ơn con nha. Rồi. Chúc má bán đắt nha. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ dạ. 30 Sóc Trăng này bán trái cây rẻ nha con. Rẻ ghê luôn á. Hôm nay 30 hôm lê. Ồ, cô bán trái cây nè cô chú. Hôm nay có 30. Đó. Nó bán nhãn kìa. Cô bán nhãn hả cô? Bán nhãn cho con trời đó, quay nó đi tâm quay con. Này sớm giờ mua trái cây cũng nhiều lắm. Này, mình sớm giờ mua được mấy bọc trái cây nè. Đó. Bán trái cây. Mà sáng em có đi ngang khu bán trái cây này nè. Gạt xe đi không được luôn. Vì này 8 giờ mấy ít là hồi sáng rồi đó cô chú. Chứ sáng đông lắm luôn á. Đây, khu bán trái cây nhiều lắm. Nhãn hồng tiêu là 25.000. Da bò là 18.000. Quýt là 25.000. Bao ngọt 30.000. Thanh long trắng ngọt là 25k. Nè cô chú. Trái cây ở đây thấy cũng rất là rẻ nha. Người ta có để giá sẵn hết trơn luôn. Hồi sáng khu này đông lắm, đi không lọt luôn. Giờ này là người ta về bớt rồi đó cô chú. Hình như là đi thẳng đường này là có chỗ gỡ xe. Dạ dạ, vô. Đó. Khu này là bán quýt nhiều lắm, quýt với là cam. Bao ngọt là 30.000. Có ăn trả góp. Đây có ăn trả góp quầy Thí Diễm. Ăn trả góp là sao vậy? Có ăn trả góp quầy Thí Diễm. À, thì là quầy này là quầy kiểu gì Thí Diễm nè. Chị bán trái cây, chị Thí Diễm. Dạ, mình đi tiếp qua đây cô chú. Đây thấy hồng tiêu có 25.000 thôi. Ở đây trái cây rẻ lắm luôn cô chú. Cô này bán trái cây cực kỳ rẻ nha. Đây là nho mẫu đơn. Nho mẫu đơn là 120.000 một ký. Đó, nho mẫu đơn 120.000. Ba chục lẻ gì vậy con? Mẫu đơn có 120.000 thôi à.
chắc mua nửa ký nho. Nho đó ngon ngọt không chị? Cái nào cũng ngọt hết trơn em. Dạ, ngon đó. Em đưa chứ 20 cho. Em đưa chứ 20 cho chứ đó em chậm. Rồi. Dạ dạ. Xin lỗi cô. Cho em nửa ký nho đó đi chị. Nho này phải không? Dạ đúng rồi. Em có lấy đây em không nhỏ. Đó, nho mẫu đơn. À, nho đó nho gì chị? Nho gì? Nho không hạt thì chu bi. Nho không hạt chu bi hả? Nho chu bi hoài. Nho không hạt. Em cái này 80 luôn được không? Đó, gù bán trái cây đó. Rất là nhiều trái cây. Giá thì cũng rẻ lắm. Ở đây mấy chị để giá sẵn hết trơn luôn á. Cho em nửa ký nó nghe chị. Cái này của em 80-70 thôi. Bớt luôn hả? Bớt luôn. Dạ. Có một bự không chị? Có luôn. Cho em có bự em đựng cái này luôn. Nằm nãy giờ mỏi tay quá. Bữa nay chị bán thường bán mấy giờ mới nghỉ? 7 tối. Dạ. Bán nào hết người nghỉ? Dạ. Bên nào? Dạ chợ. Đây đó An Giang chị. Đây đó An Giang. Dạ em bên An Giang qua. An Giang. Em có tiền nè. Cảm ơn chị nhiều nha. Sao biết tên gì chị? Hả? Sao biết tên gì? Không có đạp đâu. Dạ. Bán qua chợ không có đạp cái gì đâu. Mà muốn kêu chị là chị tên gì á? Tên Như. Chị Như, dạ. Chị Như bán nho cô chú. Đó, cô chú đi chợ ghé đây mua nho nè. Chị Như. Đó. Dạ, tối nay. Chúc chị với mấy cô bán đắt nha. Dạ. Dạ, 12 giờ em đi dưới nè. Quá trời trái cây luôn rồi cô chú ơi. Thích lắm. Bữa nay toàn mua trái cây không à. À nãy giờ mua một bọc cầm không hết luôn. Trưa nay đi lại chỗ đua ghe ngò mời mấy anh ăn trái cây luôn. Đây là khu bán cá này hải sản. Đó. Tôm thẻ nè. Tôm thẻ bên này ký nhiêu vậy anh? 120. Dạ. Wow, tôm thẻ nhảy theo sói luôn 120. Tóc ra vô tóc lại. Dạ. Em đi quay quảng cáo chợ. Dạ. Anh này cũng hai đồ tóc. Hai người bán chung luôn ha anh. Còn tôm nó nhảy ngoài nè. Quay đi nhỏ này cho lại cho. Dạ. Qua luôn. Qua luôn ha. Ồ cá kèo. Cá kèo. Một trăm mấy ký chị. 160 ký của chú. Anh không nói gì kìa. Đó, cá kèo ký 160 nha. Ở đây mấy chị bán tôm với lại cá kèo. Cá kèo 160 còn tôm là 120 nha cô chú. Đó, chú chị ông đắt nha. Khu bán cá hải sản. Tôm. Đó. Wow, cái này chợ đi bên này cũng đông lắm luôn á cô chú. Chợ hôm nay nhộn nhịp lắm cô chú. Đây là khu bán cá hải sản nè. Đó, rất là đông luôn. Kẹt xe luôn.
cá kèo nè cô chú. Cá kèo làm hết hồn hả vậy? Chị nó tưởng là gì tới rồi. Wow, cá kèo bự quá. Chị thường cá kèo ta có nuôi không chị? Không biết hả? Dạ. Đó giờ chưa nghe cá kèo nuôi. Nghe nuôi hả? Cá cơm. Cảm ơn chị nhiều nha. Con này bán ở đây bán cá kèo quá trời cá kèo luôn. Hôm nay giống như giờ vô mùa cá kèo hay sao á. Ở đây giống như là khu shop house của chú. Còn đây cá cha với lại cá điêu hồng, cá lóc, cá he. Cá cha bự quá. Ở đây thì em có bán cá đồng giống như là trên em. Cá lóc không mày em ơi. Trời cá gì bự quá chứ, bự nè cô chú. Cá chém cỏ hay gì á. Cái này chắc cá chém cỏ quá. Biết cái này cái gì không chị? Không biết hả? Cái chém cỏ này, chém cỏ, chém cỏ hả anh? À cá mè. Đây cá mè cô chú. Cá mè bự lắm. Cá mè. Cá đó chắc phải nuôi ha. À, ở đây có anh bán cá mè nè. Cá mè, cá chê, cá lóc. Đó. Cá còn sống luôn á. Mày vô. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúng mình bán đắt nha anh. Wow, khu này bán cá rất là nhiều. Bữa nay tới mùa cá kèo của chú. Cá kèo nhiều lắm. Đây cá mè nữa nè. Cá mè này hình như là giống như có trứng nữa. Sao vậy? 40.000 ký hả? Cá đó xương nhiều không anh? Cá đó xương nhiều không á? Ít xương ha, dạ. Giống con cá chém cỏ. Hoặc là con cá linh cám giống như cái chút. Con cá bự thì xương ít. Đây cá kèo nữa nè. À, em đi đường này đi ra ngoài phía trước luôn nha. Tôm ngàn xanh. Ngày hôm qua quay chợ Trà Vinh thì cũng có nhiều hải sản giống như là ở đây vậy đó. Khu bên đây bán đồ ăn chay cô chú. Bình thường em đi khu bên đây trước rồi mới đi khu bên kia, còn hôm nay thì đi ngược lại. Đặc
đặc biệt ơi. Ở dưới đây thì thấy có bán cá chúc châu. Cá chúc châu ở đây dạ cũng khá là mắc hơn so với cá chốt cho anh em. Nguyên dãy bên tay trái em á bán thịt heo không à. Đây em đứng xa xa em quay là cô bán thịt heo chú xem nha. Cô bên tay phải của em á bán thịt heo. Dạ cô bán bà khía với lại chuối ra muống. Dạ cảm ơn cô nhiều nha. Dạ còn ở An Giang ơi chứ không có tặng chợ luôn. Dạ mười hai giờ mới đi. Dạ ở khu bên đây thì đa số mấy bậc mấy cô bán ở giữa đường nè, chính giữa đường đi hai bên. Cô này bán thịt bò. Đông lắm, kẹt xe nữa. Lần trước em quay thì cũng có gặp chú đó hết một lần. Bữa nay xuống đây gặp chú lại chú nữa. Chú đó không có thấy đường á cô chú. Nãy chú phát nhạc nên em không có đứng lâu tâm sự với chú được. Tại nhạc dính bản quyền á. Rồi em đã đi hết cái khu nhà lồng chợ bên đây rồi đó. Tới khu chợ rau nè cô chú.
R40. Chị này mặc trang phục của người Chăm đó cô chú. Lào và dép da nữa. Có dép Lào cỡ em vậy? Dạ. Dép Lào á? Dạ có, dép Lào bên đây nè chơi. Dạ. Đây. Rồi em ăn vừa đúng không? Đâu này là bao nhiêu tiền? Dạ cái này hả? Cái này 75 anh chơi. À 75. Dạ. Dạ. Còn đôi nào nữa một kiểu khác không chị? Kiểu khác. Về dày hơn xíu. Dạ. Cái này là bao nhiêu tiền? Cái này 150. À, cái này mang đau chân không ta? Không biết nữa. Ta dẹp rồi cô chú, đi qua đây lựa tiếp. Đi qua đây lựa tiếp dép nha. Ờ cô chú, chợ đông lắm, ta đi đa số đi xe không à. Còn đây là khu nhà lòng chợ nè. Dạ. Nhiêu hả chị? Dạ 75 anh chị. 75 hả? Lấy đôi này đúng không anh? Dạ đúng rồi. Chị thường bán chợ này không chị? Dạ em thường bán ở đây lắm. Tại em đi quay mấy lần không gặp chị. Chị hả? Dạ. To lắm hả? Dạ. Đây khu của bà con người Chăm gần đây không? An Giang kìa. An Giang hả? An Giang. Em ở An Giang đó nè. Chị hả? Ở gần Đa Phước á. Đúng rồi, đúng rồi, Châu Đốc á. Dạ. Em cảm ơn nha. Dạ, Đa Phước hả Châu Đốc? Đúng rồi, Đa Phước á. Dạ. Từng chợ Châu Đốc á. À. Gần cầu Hùng Tiên phải không? Dạ. Em cũng ở đó, gần gần đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. À, chị ở Châu Đốc cô chú. Chị ở xóm Chăm của Đa Phước, Châu Đốc, Đồng Hương nha em. Em đi nghe chị, cứ dẫn đắt nha. Dạ. Ba bịch hai chục. Rồi, em đã đi một vòng hết chợ đó cô chú. Ở đây thì em cũng xin kết thúc video em ở đây nha. Trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền của chị Nguyễn Dung Hoa là 400.000. Số tiền còn lại là 800.000 em sẽ sử dụng trong các video lần sau. Đó thì em xin kết thúc video em ở đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh này đó nha của em trong suốt thời gian qua. Cũng sắp đến Tết rồi. Tết thì em sẽ quay nhiều chợ Tết cho chú và bạn cùng xem. Cứ anh chị bạn muốn xem chợ nào thì bình luận ở bên dưới. Em sẽ cố gắng sắp xếp đi gần thì em sẽ ghé quay chợ Tết cho chú bạn xem nha.